con trai là bán bánh mì. Woo! Em một cái. Bán cho anh một cái này. Ok luôn anh. Wow, ăn cái bánh này khát nước quá em ơi. Em đi mua hồ anh chén nước được không? Ok anh, giờ em một chút. Thằng này ngu thật, mình phải lấy hết cái bánh mì của nó. Á? À? Ờ, mất bánh mì rồi. Rồi, em được không? Anh trả tiền cho em này. Em đói quá, anh bán cho em cái bánh mì ăn đi. Em ơi, mặt em bẩn bẩn ra đi á, không ăn được đâu. Đi về là anh bán không? Anh ơi, bán cho em cái bánh mì. Anh đi em. Tiền đâu? Rồi đi. Yeah.